Con chào các ông các bà. Con xin kính chúc đại gia đình nhà mình sang năm mới tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn và tài lộc ạ. Xin cảm ơn. Năm mới. Ui cả nhà đẹp quá. Đẹp quá, đáng yêu quá. Ơi. Gia đình nghệ sĩ xin gia đình nghệ sĩ à? Người nổi tiếng. Yêu quá cơ. Bây giờ mới ra được khỏi nhà đấy bà. Con chào cụ. Biết chưa? Cụ nhận ra ai đây không? Cụ cũng cứ đi đi. Không nhận ra rồi. Cụ nhận ra. Nhà nào? Gia đình nghệ sĩ đấy. Cụ ơi. Gia đình nhà Tâm Linh. Tâm Linh không nhận ra. Con nhà mẹ Tuyến ạ. Không nhận ra. Tuyến thì nhận ra. Nhớ nhỏ thôi. Bà nội con tên gì nhỉ? Bà nội con là tên gì nhỉ? Tên là Nguyễn Thị Kim Tiên. Đấy, Nguyễn Thị Kim Tiên. Kim Tiên đọc. Cụ gì đấy con? Cụ gì nhỉ? Cụ gì đấy mẹ cô bảo đấy? Nhận lời được chị là chúc toàn gia đình gia tộc mạnh khỏe, thịnh vượng, đầy phúc. Vâng ạ, cụ ơi, năm mới gia đình con lì xì cụ nhá. Chúc cụ nhiều sức khỏe. Được, cũng nhận lời. Vâng. Đưa đưa cho thân nhận. Cụ nhiều sức khỏe, ăn được nhiều. Vâng. Cụ Tú ấy con. Cụ là đẻ ra ai nhỉ? Cụ đẻ ra bà nội của con. À bà nội của con, đúng rồi. Cụ đẻ ra bà nội của con. Thế thế con hát tặng cả nhà bài hát gì nhỉ? Hát rồng múa bài gì? Bài gì nhỉ? Bài hai bàn tay của em ấy. 2, 3. Thế này để bà quay. Bài này chưa hát này. Hai bàn tay của em em. Hai bàn tay của em muốn em mua cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em giơ tay xuống là có bướm ở trên cành đào. Mạnh Trường và Đinh Ngọc Diệp. Đinh Mạnh Trường và Đinh Ngọc Diệp xin chúc mừng năm mới cụ và các ông các bà. Yeah.